Minasan konnichiwa. Lời Ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã quay trở lại với các bạn để chúng ta đi tới một bài học mới. Nào đầu tiên chúng ta có động từ mas, bỏ mas cộng với lại dasu, chính là dashimasu. Ý nghĩa của nó là bắt đầu làm về. Nào chúng ta nhìn hình nào. Akachanga kyū ni, đứa bé này thì đột nhiên như thế nào? Naki dashita, naki dashimashita, đứa bé này đột nhiên bắt đầu trở nên khóc. Đúng rồi, akachanga kyū ni naki dashita, đứa bé này đột nhiên bắt đầu khóc. Nào, ngoài ra chúng ta cũng có động từ masu, bỏ masu cộng với owaru, đó chính là owarimasu. Ý nghĩa của nó là kết thúc làm về, như ở trên hình này. Gohan o tabe owaru made matte kudasai, là hãy chờ tôi cho đến khi mà tôi ăn xong. Chờ tới mức mà bạn ấy bực mình luôn, đúng không các bạn? Ngoài ra chúng ta cũng có động từ masu, bỏ masu đi với lại chuzukeru, là chuzukemasu, có nghĩa là tiếp tục làm về. Như trong bức hình này chúng ta nhìn thấy là Ishukan kono kusuri o nomi tsuzukete kudasai, có nghĩa là một tuần tiếp tới thì hãy tiếp tục uống cái thuốc này đi. Ngày hôm nay chúng ta học đó chính là động từ ghép, có nghĩa là khi động từ ở thầy mas, bỏ mas cộng với lại dasu, owaru, tsuzukeru là đang nói về tính chất của cái động từ đó, như là đột nhiên, như là bắt đầu, như là kết thúc hoặc là tiếp tục. Nào chúng ta đi vào ví dụ đầu tiên. Kyū ni ame ga furimasu, đột nhiên trời mưa. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái gì trong ba cái chúng ta vừa học nào? Chúng ta dùng dashimasu, đúng không? Kyū ni ame ga furi dashimasu, đột nhiên trời mưa. Đây nào. Ie o katte kara choki shimasen, sau khi mà mua nhà rồi thì tôi không tiết kiệm nữa. Tức là cái hành động tiết kiệm là thế nào? Chấm dứt. Vậy choki shimasen chúng ta sẽ đổi thành là choki shi owarimashita, sau khi mua nhà thì tôi đã kết thúc cái việc tiết kiệm. Ie o katte kara choki shi owarimashita. Sanjusai go, xin lỗi các bạn, sanjūnen-gō benkyō shimasu, tức là sau 30 năm nữa thì nhìn hình các bạn cũng có thể thấy được là đang học phải không? Tức là tiếp tục việc học. Vậy benkyō shimasu chúng ta sẽ đổi thành là benkyō shi tsuzukemasu. Sanjūnen-gō benkyō shi tsuzukemasu, 30 năm sau thì vẫn tiếp tục việc học. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Dung. Hôm nay chúng ta đã được học một bài học rất đơn giản, đúng không nào? Tuy nhiên các bạn vẫn nhớ click link bài tập ở bên dưới để chúng ta có thể luyện tập được nhiều hơn và có thể nhớ lâu hơn. Hãy đi ngay sẵn sử dụng Nara và Time Marshall.